Rồi xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái con xe Komatsu. Đó, nhìn đã chưa? Chuẩn bị phục vụ công trình nha các bạn. Con này chắc là 100 triệu 3. Em mạc thì đâu có tiêu chưa? Đâu, đây rồi, hai tay lái rồi. À, cái này không phải là cá chốt rẻ nữa nhưng mà là hai tay lái à. Ghế này ngồi là bao đâm luôn, là không bao giờ sợ bị mỏi lưng, nó cụp cái lưng luôn, hết mỏi rồi. Đầu dở lên coi cái máy coi, còn cả bô đâu dở. Komatsu đàng hoàng chứ bộ. Bên cái 100 cái 50. Miễn sao đủ 24V là bập. Cái này đề direct hay là đề chìa khóa? Dậu tới đáy luôn được. Xe này thuê tháng nhiêu ạ? Con này thì xài cơ nha các bạn. Đây. Cái bên anh đời sao anh? Công tắc nó thải đồng 7 không à. Có cái khóa không anh? Cái chìa khóa 13 đạp cục bình hả anh? Rồi là đề rác đó ba ơi. Rồi vậy là một thằng mướn thêm thằng nữa mà kéo ga nữa. Kéo ga đâu ta? Ga nè. Vậy là câu bình vô đi rồi kích kích direct cho nó nổ. Thằng cái chìa khóa 13 dưới kìa có sẵn phải không? Đạp cái gì công cái bình gì trời. Cái cọc của nó bị đứt cái đầu rồi, bây giờ phải đạp xuống hay không? Đâu bắt được cọc ở đâu. Đề thứ ai lên nào? Nè, cái cọc đứt cái đầu nè. Bây giờ đầu này nè, đấy, nè ông ngồi đây, ông đạp đi đi đi. Đạp cái đó xong rồi ông đưa chìa khóa 13 luôn kích thử coi. Đạp cho ngay cái đầu cọc nha. Chát gì mà chát. Người ra kéo ra coi, bịt ra nè mới nổ. Đài phải ba thằng mới được. Cái xe trong cái đời trời. Xe này bữa nay là chuẩn bị đi múc nha. Ủa nhảy quá chứ bộ. Cái nọt nổ bộ à, giỡn à. Đầu của Nhật đàng hoàng Komatsu nha. Rồi vô thao tác thử coi. Quên nữa coi nước có còn không trời. Cô queo nước rồi kìa ông nội. Cho miếng nước cho nó đi. Chưa vô chi gì trơn ông lên ông múc rồi. Được được cỡ bà già đi âm phủ gì. Một thằng hút, thằng kéo ga. Đây nè ba ơi, cây ga nè. Rồi đất à. Ơi. Mạnh không? Thấy khối đen bịt mù xuống cái nha nội ơi. Rồi. Rồi thử coi. Mạnh không? Quá trời mạnh luôn. Tắt máy luôn mà còn khỉ khô gì nữa. Chơi xích là xích chống lúng luôn. 8 tắc. Phải 8 không? 1, 2, 3, 8 tắc. Đi một vòng cho các bạn xem nha. Coi cộng dây ga truyền lại cho ống kéo á. Thì chắc là nổ máy ra được cột chết cho nó nổ á. Cột bên đó gãy cái bơm à. Cái này cái bơm tiếp liệu nhưng gãy cái cột trên này đi. Có mấy cột tới không? Tới bên này không? Tới. Cái này đúng là ga chết nè. Đúng là chết luôn. Là cột chết là chạy nào tắt máy nhảy xuống này cái gỡ dây ra tắt. Nhưng mà người ta vẫn hoạt động được nha. Cũng đi kiếm tiền được như ai chứ bồ. Đây bô này nha. Bô là sức bẩn luôn rồi nè, cũng còn chơi được nè.
ai biết đâu à, ông mướn ông hỏi tôi đâu phải chạy xe này đâu, tôi chạy xe bồn mà. Anh nổ máy lên coi ga nào nó vừa mới cột chết được. Hết thế rồi, đợi xíu châm nước vô rồi nổ máy lại cho tài xế lên một đồng nha các bạn. Nãy nổ rồi có thâm nhấc máy gì chưa chạy. Tôi thấy ngoài sau ghế nó có một cái chai nhớt nè, xe này ăn nhớt hay gì vậy đó nè, nhấc máy nè, thâm nhớt cái đi rồi cũng chạy hội lộn dên hết luôn. Trời ơi, trời, người ta lái lên trên thâm nhất cái coi hổng gài ông chạy xe kia ha, ông núp ở trong rừng xài ông mát rồi phải không. Bữa nay ông ra xe này không có cái mùi nè, gớt cái tay lái được rồi ba ơi, thâm nhất cái coi. Tài ơi, tài đi thâm nhớt gì đâu mà cặn không vậy tài. Vậy làm sao? Có nồi lao không? Quẹt cái rồi. Có đồ lao quẹt. Mới xe vậy. Cái bọc này kéo cái coi. Đồ theo cúng tạo địa gì đó. Nhờ cúng vậy mới làm được đó bạn. Này bóp cái bọc vô kéo cái coi. Cúng cái xe này đủ mới giống bờ cái ấy đồ. Chăm nhớt thêm đi bơi cái này, cái chăm nhớt thêm đi thiếu à. Còn ngoài đi, tôi lít nhớt, nè nhớt có sẵn nè, còn nó có lít mấy 2 lít đó, mở cái nắp này lên nè trời. Ờ, bọc đi lông đó, ừ dỡ lên giật cái đi đó, có răng bơi, có loại có răng có loại không có răng, lần này có răng rồi đó. Mà xe nhắm nó có lơ ga không à? Ra đầu ra cha gớm cái tay luôn nè. Ồ trời, mới chút xíu đó hay gớm rồi. Lấy răng cắn nhổ lên. Không lên nó bay, nó có khớp đó bay. Giật lên đi. Giật mạnh á. Chứ giật nhẹ đâu. Hai bên luôn rồi. Hai tay luôn coi. Ông là giám sát là phải rồi bơi, chứ không có làm bên kỹ thuật được rồi bơi. Ông đứng coi được. Cái thử. Kêu gạch lên. Mà chăm nhớt đi ba ơi. Cái đồ này là đồ gạch mà. Chăm nhớt nhớ chữa can nữa, nó mua nhớ can. Chăm dục cái can luôn đi. Nó mua dầu rồi, cho mày lo. Được hả, chỉ mua dầu thôi được này. Được. Này tao không khuyến ngoại thêm cho ông cái mua nhớt. Có dầu chạy quá thôi. Xe nữa thấy là đủ quá, lo ăn nhớt với ăn dầu nè. Để thẳng sẵn cái canh nhớt mà sao là đều đủ hiểu rồi. Rồi đề lại coi. Nó đâu đắp nhớt bằng giò luôn. Đạp ơi. Rồi. Đạp cọc bình á. Đạp cọc bình chưa? Chưa có đạp bà ơi. Đâu cái bình. Dục vô đây nè. Thuốc chỉ rồi ơi. Không kiếm lại mấy cái máy này sao này biết đường đầy ơi. Mời chứ đủ quá. Nè đạp cái cọc bình vô đi. Nè chỉ cho nè. Làm sao bắt cầu với cái kích này qua bên dưới lửa nè. Trang đừng cho đụng vô đây nghe. Mát đó, vô sườn là mát. Không có giật. Đạp cọc bình chưa, cọc bình chưa đạp rồi. Để mà mình được. Máy cũng nhạy, qua tua nổ rồi. 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 Lấy ra, lấy ra. Rồi mà ông lên ga, ông chạy đi tôi quay cho. Ây da.
một người dính ga một người chạy mới được. Đúng rồi đó, người đạp ga người chạy. Rồi xong rồi, tao chiều vậy là không táo luôn à. ba cái cục sát cái ông bờ kìa, nó bự kìa, lót đường qua mới được. Xe này là xài ga miệng nha các bạn, tài xế kêu lên ga đó chứ khỏi cần dặn, khỏi cần kéo ga gì chứ. Rồi cái ông mà ngồi kéo dây ga ngoài sau là lát cái mặt đây phùi lùi luôn nè. Bỏ chìa khóa lại trong cái bình đi để ngồi cầm cầm rồi quên mất chìa khóa của người ta. Ngưng đi ba ơi, tôi cuột ga lại cho ba ơi. Mình mới vừa lên cột cái ga lại cho anh Cường ảnh làm nha các bạn. Chà, dàn chân mà hơi bị đuối à. Lẹm dữ à. Đang ban cái đường nó bò qua nha các bạn. Bên đây là một cái hầm, bên kia là cái đống đất. Cái chỗ này thì nó hơi hẹp. Bò qua bên kia để mà múc trộn bê tông các bạn. Rồi tắt máy luôn. Ok, hiện tại thì bò qua chỗ này không nổi nha các bạn. Cho nên là con này không có khả năng để mà trộn bê tông được rồi. Giờ tạm thời đậu đây đi. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Để tính công chuyện. Rồi chúc các bạn ngày làm việc thật nhiều niềm vui sức khỏe nha. Rồi xin chào các bạn.